Xin chào mọi người đến với trung tâm âm nhạc thể organ. Hôm nay thì sẽ quay review lớp học đệm đàn organ dành cho người lớn và thiếu nhi, học trên những cây đàn đầy đủ chức năng và đầy đủ dữ liệu, và chúng ta học luôn. Bây giờ thì sẽ quay trực tiếp và cho mọi người cận cảnh lớp học như thế nào nha. Giờ thì sẽ quay chi tiết cho mọi người xem. Đây là các thầy đang hướng dẫn. Ngoài Thiện hướng dẫn ra thì có thầy Luân và thầy Nghĩa hướng dẫn nha mọi người. Chúng ta sẽ được học trực tiếp trên đàn S970 người lớn, đúng không? Đây đó, người lớn đang học đệm đó. Đó, mọi người đang học đệm nào, học trên đàn 710 910. Đó, đây là có một anh đang học đệm điệu cha. Mọi người có nhu cầu đăng ký học có thể liên hệ số điện thoại 0936050321 tại trung tâm âm nhạc Thiện Organ nha. Buổi sáng trên này rất là đông. Đây là trung tâm âm nhạc Thiện Organ thì sẽ quay review cho mọi người. Mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số điện thoại nha.